Xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay với phóng viên của kênh truyền hình VOV. Thưa bác sĩ, thông thường thì suy dinh dưỡng người ta chỉ nghĩ rằng ở trẻ em, đối với người cao tuổi thì có cái tình trạng suy dinh dưỡng hay không? Và bác sĩ có cái so sánh gì cái tỷ lệ giữa người suy dinh dưỡng ở người cao tuổi và với cả trẻ em? Ở người cao tuổi thì cái tỷ lệ suy dinh dưỡng thì cũng tương đối như là khá cao so với trẻ em. Vì trẻ em thì được quan tâm nhiều hơn, được các cái can thiệp nó sẽ sớm hơn. Còn người cao tuổi thì thường chúng ta thấy là đang bị lãng quên, nên là dẫn đến là khi vào viện thì họ đến khám tư vấn dinh dưỡng thì các người cao tuổi đều ở cái tình trạng mà nó bị thiếu cân nhiều hơn so với các trẻ em. Đối với người cao tuổi thì cái tác hại của suy dinh dưỡng sẽ để lại những cái hệ quả ra sao? Chúng ta biết rồi, cái tác hại suy dinh dưỡng thì chúng ta nhìn thấy là cái sức khỏe chung của người cao tuổi sẽ không được tốt. Rồi là các cái nguy cơ bị mất cơ thì các nhiễm trùng, các nguy cơ nhiễm trùng sẽ tăng lên. Rồi ngoài ra người cao tuổi có thêm các cái bệnh nền kèm theo thì cái hiệu quả điều trị nó cũng bị giảm đi. Và các cái suy dinh dưỡng nó làm nguy cơ tăng, các nguy cơ té ngã, nguy cơ loãng xương đối với người cao tuổi. Có rất nhiều người cao tuổi lo sợ mắc các cái bệnh như ví dụ như tiểu đường hay huyết áp vân vân. Thế thì họ đã có những cái chế độ ăn mà ví dụ như là bỏ hoàn toàn đường hoặc là bỏ các chất đạm. Như vậy thì nó sẽ có những cái tác hại gì cho sức khỏe của người cao tuổi? Người dân đã có cái thói quen để cảnh giác, để dự phòng các cái bệnh ví dụ như là kiêng đường để đỡ đái tháo đường, hay là chúng ta ăn nhạt hơn để chúng ta đỡ nguy cơ về tăng huyết áp, hay là chúng ta hạn chế các cái mỡ để chúng ta đỡ bị nguy cơ các cái rối loạn mỡ máu. Cái đấy cũng là thói quen tốt, nhưng mà kiêng hoàn toàn thì đấy là không hợp lý, vì trong một cái chế độ ăn chúng ta phải cần đầy đủ các cái thành phần đấy. Đấy là ba cái chất sinh năng lượng, và đặc biệt cho người cao tuổi thì chúng ta cần phải cung cấp đủ để người ta duy trì cái cân nặng nên có, rồi duy trì các cái tỷ lệ ba chất sinh năng lượng phù hợp để tránh nguy cơ các rối loạn. Bác sĩ có lời khuyên gì cho người cao tuổi để có một cái chế độ ăn uống hợp lý và đảm bảo sức khỏe bền vững? Nếu người ta chỉ ăn 3 bữa cơm hàng ngày thì chúng ta đã cần phải ăn 3 đến 4 bát cơm, và chúng ta chia ra là mỗi bữa chúng ta tối thiểu là khoảng 1 bát cơm, và chúng ta ăn ổn định như thế trong ngày thì nó sẽ ổn định được đường huyết, nó tránh các nguy cơ hạ đường huyết đối với người cao tuổi. Ngoài ra thì chúng ta còn thấy là bệnh nhân cần phải ăn đủ cái lượng chất đạm cho cơ thể, vì các người cao tuổi chúng ta biết là mất cơ nó theo năm tháng nó mất đi, và nên chúng ta phải bồi phụ đủ cái lượng protein. Với cái người cao tuổi thì người ta cũng đang khuyến nghị cố gắng là độ khoảng 1,1 đến 1,2 gram trên kg. Với người cao tuổi chúng ta đang dao động được khoảng 50-60 cân thì chúng ta một ngày chúng ta cần được khoảng là cho các cái bữa chính chúng ta nên khoảng 1 lạng đến 1 lạng 2 tất cả các chất đạm. Chúng ta chất đạm đây chúng ta phải biết là nó từ nguồn động vật thì thịt, tôm, cua, cá thì chúng ta có thể sử dụng tổng ở đấy. Nếu nhà nào có ăn hai món thì chúng ta phải chia ra, thì để chúng ta biết được tổng số chúng ta một bữa chính chúng ta nên ăn 1 lạng đến 2 thịt. Còn trong các bữa phụ, bữa sáng thì chúng ta thường ăn phở, ăn bún hoặc ăn cơm thì chúng ta khoảng 35 gram đến khoảng nửa lạng thịt. Xin cảm ơn bác sĩ vì những cái thông tin rất là hữu ích bác sĩ đã cung cấp cho khán giả.